Honda Book 110i ES xe máy dáng lạ giá 1.800 đô la. Mẫu xe số cỡ nhỏ ưa chuộng ở Brazil với kiểu dáng độc đáo, lắp động cơ 110 phân khối ly hợp tự động thay côn tay. Thương hiệu xe máy Nhật Bản Honda giới thiệu Book 110i ES 2025 cho thị trường Brazil, quốc gia đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ. Book 110i ES 2025 là mẫu xe máy thế hệ mới mang những thay đổi về thiết kế và động cơ. Điểm nhấn của Book 110i ES 2025 nằm ở ngoại hình với kiểu dáng độc đáo, lạ mắt. Theo chia sẻ từ hãng xe Nhật Bản, thiết kế của Book 110i ES thế hệ mới thu thập từ sở thích của người dùng Brazil. Sẽ thích hợp cụm đèn pha vào bộ quay, yếm ở nửa trên, trong khi khối động cơ phía dưới để trần, giống như mô tô. Book 110i ES 2025 vẫn giữ thiết kế đặc trưng và tính năng kể từ khi ra đời, như đèn pha đơn, đồng hồ analog, phanh tăng trống, giảm sóc trước kiểu ống lồng, giảm sóc sau lò xo giảm chấn, yên thon và phẳng, vành nan hoa, vành trước 17 inch và vành sau 14 inch, lốp có sam. Xe có kích thước dài nhân rộng nhân cao là 1843 x 745 x 1033 mm, khoảng sáng gần 136 mm, độ cao yên 749 mm, xe nặng 87 kg. Xe trang bị động cơ xi lanh đơn dung tích 110 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 8,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút, tăng so với bản cũ là 7,9 mã lực và mô men xoắn cực đại giữ nguyên ở 9,2 Nm tại 5.000 vòng/phút. Ở thế hệ mới, hãng xe Nhật Bản loại bỏ côn tay thay bằng ly hợp tự động, số tròn 4 cấp. Theo kế hoạch, Honda Book 110i ES 2025 có giá 1.800 đô la. Tại thị trường Brazil, Book 110i ES cạnh tranh với đối thủ Yamaha Ton hay còn gọi là Vega ZR 115.